Chú chim sẻ ơi, cậu rất dễ thương nhưng cậu đậu ở đó khiến tôi không thể nhìn thấy được. Cảm ơn nhiều. Chú Chino. Chào cậu. Xin chào. Chào chú, con ở đây. Chấm ra mau, đứng trên đường ray nguy hiểm lắm. Chú nói cái gì? Ồn quá con không nghe. Chú nói con tránh ra. Tốc độ nhanh như vậy chú không thể tự dừng lại được. Làm sao mà chú chạy càng ngày càng nhanh vậy? Bánh xe của mình bị kẹt rồi. Không biết chú Chino đi tới đâu tránh rồi. Tránh đường cho chú. Hả? Con tránh ra. Chú không dừng lại kìa. Dừng lại đi, dừng lại đi. Đụng vào con tí hả? Bucky, chạy đi. Bánh xe của mình bị kẹt rồi. Cái gì? Nhanh lên, đổi đường ray khác đi. Chú Chino, mình phải dừng lại. Ôi sao vẫn chưa tới đây trễ vậy? Lắm rồi đó. Spooky làm gì mà tới trễ vậy ta? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Không biết, kỳ lạ thiệt. Hả? Hayley, Jean, mình cần trợ giúp. Chuyện gì Hayley? Mình đang cố giữ chú Chino ở đường ray thứ hai và sắp rơi xuống thung lũng rồi đó. Cái gì? Mình nghĩ là chúng ta cần sự hỗ trợ của đồng đội ở ngọn núi. Chú ấy càng ngày càng nghiêng xuống. Đây không phải là việc chúng ta xử lý được đâu. Hiểu rồi Hayley. Các cậu đến thung lũng và trợ giúp nhanh lên đi. Mình sẽ yêu cầu đội cứu hộ ở ngọn núi trợ giúp. Được rồi. Đã đỏ, gửi vị trí cho tụi mình sẽ đến đó ngay bây giờ. Cảm ơn Max. Gary, cậu có thể tăng tốc nhanh hơn không? Đương nhiên được rồi, mọi người bám chặt vào. Chúng ta sẽ tăng tốc độ tối đa. Chú e là chú không thể chịu đựng được nữa. Chú ráng thêm một chút nữa. Chúng ta sắp tới rồi, chuẩn bị hạ cánh đây. Sẵn sàng. Mình ngã xuống vách đá, máy liên lạc cũng bị hỏng rồi. Mình phải leo lên đó. Hả? Ôi trời. Amber. 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 Tín hiệu cuối cùng của cậu ấy đã được gửi từ vị trí này. Phải, chính xác là từ vị trí này rồi. Cậu ấy đâu mất tiêu rồi ta? Amber. Hả? Tiếng gì vậy? Mình nghĩ rằng chúng ta nên tách ra và tìm kiếm toàn bộ khu rừng. Chúng ta làm vậy đi. Các cậu. Hả? Amber đang ở dưới vách đá kìa. Có chắc không? Có an toàn không Hayley? Cậu ấy ổn, nhưng cậu sẽ không bao giờ tin được những gì Amber đang làm dưới đó đâu. Hả? Đi kiểm tra thử xem. Được. Amber. Mình đã nói là không thể tin được mà. Amber. Xin chào. Nè, chuyện gì vậy Amber? Trong khi mình đang kiểm tra khu rừng thì mình đã bị ngã xuống đây. Máy liên lạc của mình bị hỏng nên mình không có cách nào liên lạc với các cậu về tình huống khẩn cấp mà mình đã tìm thấy. Tình huống khẩn cấp gì? Nhìn đi, mình tìm thấy nơi trú ngụ của côn trùng rồi. Ôi trời. Wow. Đây là một vấn đề lớn. Đó là lý do tại sao cậu cưa hết nhánh cây ở đây đúng không? Phải. Khi cây bị bệnh thì phải cắt bỏ các nhánh cây để ngăn chặn vấn đề lây lan. Nhưng cậu có chắc là cậu ổn không? Ừ, mình vẫn ổn. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Để cứu khu rừng thì tất cả chúng ta phải làm việc để ngăn chặn côn trùng lây lan. Các cậu sẽ giúp mình chứ? Mình hiểu rồi. Vậy kế hoạch hành động là gì hả Amber?
Tuyệt vời. Trong khi Hayley phun nước từ trên cao, Bully và Roy sẽ giúp mình cắt hết các cây bị nhiễm bệnh. Tuyệt vời. Jin, tụi mình vừa làm xong ở khu rừng. Lát về rồi tụi mình sẽ nói rõ cho cậu hiểu. Rồi, hôm nay làm tốt lắm mọi người à. Cảm ơn. Chúng ta đã cứu cây cối xong hết rồi, cho nên hãy quay trở về trạm cứu hộ. Jin có vẻ lo lắng cho chúng ta đó. Thôi Jin à. Nè, mình vừa nghĩ ra một chuyện. Amber sẽ leo lên đỉnh núi như thế nào? Polly và mình có thể giúp Amber leo lên đỉnh núi mà. Cảm ơn Roy, mình ổn. Mình có thể tự leo lên. Amber, cậu nên chấp nhận sự giúp đỡ của họ. Tay sẽ đau lắm. Tay mình ổn. Mình muốn tự thân leo lên đỉnh núi. Được rồi. Ok, cậu leo lên sau. Tụi mình sẽ lên trước. Phải, cậu là người leo lên sau nha. Cảm ơn, mình sẽ thử. Đến lúc rồi. Cái mốc đã được bóc chắc chắn. Chúc may mắn. Cảm ơn. Sự giúp đỡ của các cậu. Ủa, không, thực ra là vì tất cả những công việc khó khăn mà cậu đã làm. Phải, một công việc tuyệt vời. Mình rất hạnh phúc vì cuối cùng mình đã leo lên được đỉnh núi với sự giúp đỡ của những người bạn tuyệt vời. Mình đã làm được. Yeah. Wow, Amber, có chân dễ bị té lắm. Cậu là giỏi nhất á. Cậu ở đó đi. Tuyệt. Nếu làm đúng theo kế hoạch của tụi mình thì nó sẽ là một sân khấu tuyệt vời. Phải. Không biết mọi người luyện tập có ổn không? Vì hôm nay là buổi tập đầu tiên. Ổn rồi, mình chắc chắn là mọi người sẽ làm rất tốt. Cậu có thể hát nhỏ lại một chút để nghe rõ giọng của mọi người hơn không? Không, mình không nghe được giọng của mình vì Posty hát quá lớn. Cậu hát to hơn mình mà. Ừ, làm gì có chứ. Bình tĩnh, đừng cãi nhau vì những chuyện con chứ. Nào, các cậu có biết hộp xướng quan trọng nhất là gì không? Đó là phần quà âm. Quà âm. Nhiều giọng hát phối hợp lại một cách hài hòa sẽ làm nên một bài hát rất tuyệt vời. Giọng của tụi mình khác nhau sao? Cứ tập thêm rồi cậu sẽ hiểu ý của mình. Đây là lần đầu tiên chúng ta tập hát. Chúng ta tập trung cố gắng hát lại lần nữa nào. Được thôi. Xong, kết thúc buổi tập đầu tiên. Làm tốt lắm. Mà cậu thấy buổi tập hôm nay có tốt không? Không biết nữa. Scooby với Posty đều hát lớn ơi là lớn. Tới bây giờ lỗ tai của mình vẫn còn đau đây nè. Tại hôm nay là bữa đầu tiên, thêm vài bữa nữa chắc chắn sẽ hay. Mong là vậy. Nè, hôm nay các cậu dẫn sân khấu tới đâu rồi? Ừ, ổn lắm. Tụi mình đang cố hết sức đây. Ừ, à, đẹp lắm đó. Nghe cậu nói vậy là mình càng có thêm động lực để tập hát. Spooky, dừng lại. Sao vậy Amber? Đánh trống đâu phải cứ thích đánh lúc nào là đánh lúc đó đâu. Sao vậy? Mình thấy vui mà. Cậu đang phá hỏng cả tiết mục đó. Mình nghĩ để mình đánh trống thì tốt hơn. Không được, trống là của mình. Cậu không có cửa.
Bình tĩnh nào. Spooky, mình sẽ xem lại nhạc phổ rồi chỉ cậu phải đánh trống như thế nào. Cậu chỉ cần nhìn theo cái gậy của mình, được chứ? Được thôi. Wow. Tumble. Wow. Tumble. Wow. Có một cần cẩu như vậy thì mình có thể là thành viên của đội cứu hộ rồi. Đúng rồi. Wow, vậy thì mình có thể làm như anh trôi rồi, là một thành viên thực sự của đội cứu hộ. Wow, mình thích quá. Cậu nên đi sạc điện khi thấy gần hết điện chứ. Xin lỗi. Hả? Chào các cậu. Có chuyện gì vậy? Cậu giúp một tay đi. Chúng ta cùng nhau giải cứu cho Rô đi. Rồi, đừng có lo, mình sẽ giúp một tay. Hả? Cách nào Benny? Ta-da! Wow, cái cần cẩu đó thật là dễ thương. Được rồi, đi thôi nào. Bây giờ mình sẽ đưa cậu đến trạm sạc để sạc điện nha. Tuyệt quá Benny. Thật sao? Chúng ta cùng nhau đi đến trạm sạc nào. Đi thôi. Mọi thứ vẫn còn rất tốt đó. Không có vấn đề gì với điện thoại khẩn cấp đâu chị Stacy. Cảm ơn Hayley. Xin chào. Xin chào các em. Benny, em có một cái cần cẩu rất là đẹp. Dạ. Dạ đúng rồi, Benny đã cẩu Rudy tới đây để sạc điện. Benny thật vĩ đại. Em trông giống như anh Roy rồi. Giống anh Roy sao? Ba, nghe chưa, giờ mình giống như anh Roy rồi. Ghen tị quá. Benny, em rất thích Roy có phải hay không? Dạ, anh Roy chính là anh hùng ở trong lòng của em. Khi em lớn lên, em muốn trở thành một thành viên của đội cứu hộ như anh Roy. Thật sao? Nếu Roy nghe thấy thì cậu ấy sẽ vui mừng lắm. Giúp đỡ bạn bè trong lúc gặp khó khăn là một hành động rất đáng khen. Cảm ơn anh.